Giờ đây là nghi thức làm phép lá và đi kiệu lá được chính thức bắt đầu. Xin mời cộng đoàn chúng ta tập trung tại linh đài và xuất sáng tham dự. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay với Chúa Nhật lễ lá, giáo hội chính thức khai mạc tuần thánh. Trong tuần thánh, giáo hội cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của người ở trần gian, từ lúc người vào thành thánh Jerusalem với tư cách là đấng Messiah đến cuộc thương khó hồng phúc và phục sinh vinh quang của người. Hợp với dân chúng ngày xưa đón Chúa vào thành Jerusalem, hôm nay chúng ta tuyên xưng và tung hô Chúa Giêsu Kitô là cứu Chúa của chúng ta. Ngài thuộc dòng dõi David, là vua vũ trụ và vua lòng mọi người. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, người tôi tớ Gia-vê, đấng cứu độ nhân loại duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Phụng vụ hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất, cử hành việc Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem với nghi thức làm phép và đi kiệu lá. Phần thứ hai, thánh lễ. Giờ đây, kính mời cộng đoàn tham dự nghi thức làm phép lá và kiệu lá. Xin mời ca đoàn hát. Phần thứ nhất, cử hành việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với nghi thức làm phép và kiệu lá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong nốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện thống hối và chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa Nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo người. Xin người ban ơn để chúng ta thông phận đau khổ người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của người. Chúng ta giơ các cành lá, xin giơ các cành lá lên. Hôm nay Chúa Kitô vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua. Mỗi người chúng ta sẽ cầm lá trong tay tung hô, hoan hô Thái tử nhà David, vạn phúc vua Israel, đấng nhân danh Chúa mà đến. Giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép lá. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và yên trì muôn đời. Amen. Xin mời các ông quản khu lên khắp lá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, đến làng Bethphage phía núi cây Ô-liu,
người sai hai môn đệ và bảo: các anh ấy đi vào làng trước mặt kia và đã thấy ngay một lừa mè đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra mà dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì thì trả lời là thầy có việc cần dùng, thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của thú vật chở đồ. Công quân đề ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cưỡi lên. Đông đảo dân chúng trải áo xuống đường, một số khác lại chặt cành lá rải lên lối đi. Dân chúng người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy: hoan hô thái tử nhà David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào thành Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông nào vậy? Dân chúng trả lời: ngôn sứ Giêsu người Nazareth xứ Galilê đây. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh em thân mến, chúng ta hãy noi gương chân thành Jerusalem mà hoan hỉ lên đường nghênh đón Đức Kitô. Chiến đấu với tội lỗi, với tà thần, với sự chết và hạ ngục. Thánh giá như trước thời hiệu của thần ta cao để mở đường cho ta vào thần. Cành lá ta cầm trên tay biểu trưng tinh thần hy sinh, ý chí cương quyết bước theo Chúa, đồng thời cũng là biểu trưng sự toàn thắng mà ta nắm trong tay. Nếu ta
nơi cuộc chiến đấu sẽ kết thúc bằng sự cải hoàn. Mọi đau khổ sẽ biến thành niềm vui, sự chết sẽ biến thành phục sinh cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay với chủ nhật lễ lá, giáo hội chính thức khai mạc tuần thánh. Trong tuần thánh, giáo hội cử hành những bầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của người ở trần gian. Phục vụ hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất, cử hành việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với nghi thức làm phép và kiệu lá. Phần thứ hai, thánh lễ. Giờ đây là phần thứ hai, thánh lễ bắt đầu với lời truyền nhập lễ của cha chủ tế. Ra môn cho nâng yêu cho mọi người phải sống kiếp phạm nhân và chịu tội hình ngập đá để nêu gương kiếp dưỡng cho thiên là nơi theo. Chỉ cho những con biết đón nhận bài học về để lại trong cuộc cương khó và được thống công đoàn vinh quang xin với người. Người là thiên chúa hằng sống và hiệu trì cùng chúa hiệp đến với chúa tay tổn đến luôn tối luôn cười. Ngôn sứ Isaiah đã mô tả người tương tự đau khổ của thiên chúa, tuy bị nhục mạ nhưng vẫn hiên ngang can đảm chấp nhận. Đó chính là hình ảnh của Đức Giêsu trên thiên chúa. Chúng ta cùng lắng nghe bài đọc thứ nhất. Tôi chưa mặt trời như gà, tôi biết tôi sẽ không phải
Thiên Chúa Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong nước phải quỳ xuống và mọi người phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha bắt ông bắt đỡ thánh giá cho người.
họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người buồn sự hòa với mất đặng. Người chỉ đến qua nhưng không muốn buồn. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nhận lời tiên tri rằng: chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại bên người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói: kìa, ngươi là kẻ đã đền tội và sẽ phân lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu là có Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng: nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã chống cạnh Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: Ê-li, Ê-li, lema sabachthani, nghĩa là: lạy chúng con, lạy chúng con, xin Chúa bỏ con. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: nó gọi tên tiên tri Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dầu và quấn vào đầu cây sậu và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không. Đoạn Chúa Giê-xu lại kêu lớn tiếng và chút hơi thở. Mời cùng đoàn quý. Thank you.
Bây giờ giới trẻ có muốn nhận quà của cha không? Có không? Thế thì chúng con sẽ trả lời câu hỏi nha. Tôi bây giờ hãy trả lời lại chủ đề của ngày đại hội giới trẻ của chúng ta hôm nay là gì? Vì thế họ thất vọng, chỉ ít ngày trước họ tung hô Chúa.
người tù Barnaba à, đưa ra một người tù Barnaba để cho họ chọn lựa, để họ có thể thả Chúa Giêsu. Nhưng mà không, họ quyết tâm đóng đinh cho bản thân. Cuối cùng Chúa Giêsu đã chịu chết. Tại sao Chúa Giêsu bị chết không ạ? Tại sao? Ai trả lời được? Tại sao Chúa Giêsu lại phải chết? Vì chịu tội cho dân, cụ thể hơn vì làm sao? Cái chết đó là chết anh hùng, là cái chết của ai?
Lạy Chúa xin nhớ đến tôi, Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn bộ
Xin Chúa cũng như những anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng nguyên thủ chúng con đã đi chẳng trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào ở ánh sáng tương lai Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chính Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Chính Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con đều ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
cho chúng con được hòa trí hoài lòng. Nhờ con bộ Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, chi cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng ước mong. Người hằng sống và yên tri muôn đời. Chúa cùng thánh chị em. Xin yên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Sáng và kiên trang, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta là vui vẻ đồng tu thánh, về lòng đạo đức để đón nhận nhiều hơn Chúa đồng thánh được phục sinh với Đức Kitô. Lời dâu cho anh em đi về nhà. Con bước đi vào.